Hôm trước con sang nhà ông bà nội có vui không? Có ạ. Nhưng mà mẹ ơi, hôm trước nhá, bà cứ như có chầm chầm ấy. Bà thở dài xong bà lắc đầu. Bà nói là giống ở đâu nữa. Thế con sinh ra từ tình yêu à mẹ? Bố mẹ yêu nhau nên con về đến à mẹ? Con sinh ra từ tình yêu. Yeah! Thế ông nội nó sai rồi mẹ nhở? Hôm nọ nhá, con nghe ông nói với bà là hai đứa đấy mắt ai để sống yêu thương cái gì. Vào đâu rồi em? Sao nhà ông bà rồi? Chán đấy. Hôm nay anh đang định rủ hai mẹ con ra ngoài ăn cái gì đấy ngon ngon. Tôi tưởng anh thế nào? Hóa ra chỉ vậy thôi à? Mà chuyện không như em nghĩ đâu. Ngay nói tại đã. Sao trước giờ nghi ngờ tôi anh không nói ra? Trước mặt thì tỏ vẻ quân tử, đề nghị lấy tôi và làm bố voi, để cả gia đình tôi yêu thương tin tưởng anh, coi như con ruột. Anh bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh à? Bao nhiêu năm qua, trong mắt anh và gia đình anh á, tôi chỉ là một đứa vác một bầu đen bạ thôi hả? Giờ tôi đã hiểu tại sao trước đó hai mẹ con tôi bị rừng rưng, rồi đột nhiên quay sang vồ vập. Vậy mà tôi đã ngây thơ, rồi cảm động đấy. Anh đúng là tội. Vì anh không hề nghi ngờ em. Anh cũng đã nói với mẹ nhưng... Nhưng anh thuyết phục được mẹ anh chưa? Nếu thật sự tin đó là con của mình á, anh cần phải chứng minh và thuyết phục với ai không hả Khôi? Anh phải làm gì bây giờ? Đấy là mẹ tự đi xét nghiệm chứ có phải là anh đâu. Thì tôi đã nói với anh á, có gì thẳng thắn với nhau. Nếu như biết mẹ nghi ngờ á, anh thì chia sẻ chuyện đó với tôi được mà. Nói với em để làm gì? Để em với mẹ căng thẳng với nhau à? Mẹ có lý do của mẹ. Chúng ta lấy nhau đâu phải vì tình yêu. Thậm chí hồi đấy em có ý định bỏ voi. Bố mẹ anh sống gần mấy năm ở trên đời, chẳng lẽ lại không thấy vì sao hai đứa mình lấy nhau à? Em đừng vì chuyện bé xé ra to được không? Chuyện bé xé ra to? Anh đã bao giờ vị trí một người bị nghi ngờ soi xét chưa hả? Rồi anh cũng nghi cảm nhận của voi khi voi biết chuyện này không hả? Em thôi đi, tự suy diễn rồi lồng lộn lên như kiểu anh đang nghi ngờ em vậy. Hơn nữa, chúng ta đâu có thể non hẹn biển là phải tin nhau. Mối quan hệ của chúng ta ấy, sòng phẳng ở trong từng điều khoản trong hợp đồng. Đừng vì một tờ giấy này mà phải căng thẳng lên như thế.